nhận định cuộc so tài giữa câu lạc bộ Arsenal và Shakhtar Donetsk diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 10 được dự đoán nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Đây là cơ hội để pháo thủ chút giận sau thất bại trước bơn tại vòng 8 ngoại hạng Anh diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước. Chuỗi trận bất bại của câu lạc bộ Arsenal ở ngoại hạng Anh mùa này vừa chính thức dừng lại sau thất bại với tỷ số 0-2 trên sân của bơn Đó là trận đấu mà William Saliba trở thành cầu thủ thứ ba của Arsenal phải nhận thẻ đỏ tại giải đấu ở mùa giải năm nay. Chơi thiếu người trong cả hiệp 2, đội khách đã không thể chống đỡ trước sức tấn công của đội chủ nhà. Rian Christie mở tỷ số cho Bournemouth ở phút 70 trước khi Justin Kluivert ấn định tỷ số 2-0 ở những phút cuối cùng của trận đấu. Mikko Ateta thừa nhận rất khó để 10 chống 11 trong thế trận như vậy, ông cũng nuối tiếc với cơ hội bị Gabriel Martinelli bỏ lỡ. Thất bại trước Bournemouth khiến câu lạc bộ Arsenal bị Man City và Liverpool bỏ lại trên bảng xếp hạng, khi mà ở vòng đấu này Man Xanh đã đánh bại Wolverhampton với tỷ số 2-1 để hơn Arsenal 3 điểm, trong khi chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Chelsea giúp lữ đoàn đỏ hơn pháo thủ khoảng cách 4 điểm câu lạc bộ Arsenal sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách với Liverpool khi hai đội đối đầu vào cuối tuần này. Nhưng trước đó họ sẽ tiếp đón câu lạc bộ Shakhtar Donetsk trên sân nhà ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2024-2025. Nhận định Arsenal vs Shakhtar Donetsk nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, đây là cơ hội để pháo thủ chút giận sau thất bại trước bơn mất. Rõ ràng việc cuối tuần này đối đầu với Liverpool ở giải ngoại hạng Anh sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của thầy trò huấn luyện viên Mikel Ateta ở đấu trường Cup C1 châu Âu. Ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu mùa này, Arsenal mở màn bằng trận hòa với tỷ số hòa không đều trước Atalanta trên sân khách, sau đó họ đánh bại Paris Saint-Germain với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Kai Havertz và Bukayo Saka là những người ghi bàn cho pháo thủ trong trận đấu với đại diện của nước Pháp, với 4 điểm có được sau hai trận. Đoàn quân của Mikko Ateta đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng có 36 đội, mục tiêu của họ chắc chắn là vào top 8 để giành vé vào thẳng vòng 1-8. Câu lạc bộ Arsenal hiện có thể giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp tại Champions League lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2007. Và kể từ tháng 9 năm 2015, họ chưa thua một trận đấu không phải loại trực tiếp nào trên sân nhà tại giải đấu này. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Shakhtar Donetsk mới giành được một điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Đại diện của Ukraine khởi đầu giải đấu bằng trận hòa không đều trên sân của Bologna, nhưng sau đó khi được trở về sân nhà họ lại dễ dàng để thua với tỷ số 0-3 trước Atalanta. Đối thủ mà Arsenal hòa không đều ở lượt trận đầu tiên nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn David Raya câu lạc bộ Shakhtar Donetsk là một trong những đội vẫn chưa ghi bàn ở Champions League mùa này. Bên cạnh Red Bull Salzburg và BSC Young Boys, họ hiện đang xếp thứ 27 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này cần phải nỗ lực trong những lượt trận còn lại nếu muốn vào nhóm 24 đội dẫn đầu, qua đó hy vọng vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Pusik đã giành được hai chiến thắng liên tiếp tại giải đấu hàng đầu của Ukraine kể từ trận thua gần nhất tại Cup châu Âu đánh bại LNZ Cherkasy với tỷ số nắm một trước khi vượt qua Kolos Kovalivka với tỷ số 1-0, mặc dù họ chỉ giành chiến thắng nhờ bàn phản lưới nhà của Ilir Krasniki. Sự khởi đầu không ổn định của câu lạc bộ Shakhtar Donetsk trong mùa giải 2024-2025 khiến họ chỉ đứng thứ tư trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ukraine và cả hai lần làm khách trước của họ trước Arsenal đều kết thúc bằng thất bại. Gần đây nhất là trận thua thảm hại một năm vào năm 2010, cựu pháo thủ Eduardo đã ghi bàn thắng an ủi cho họ vào ngày hôm đó. Về mặt lực lượng, Bukayo Saka bên phía Arsenal đã không góp mặt vào cuối tuần trước bơn mất và khả năng ra sân của cầu thủ 23 tuổi này trước sắc ta vẫn còn bỏ ngỏ. Julian Timber người đã có màn trình diễn đặc biệt trước PSG cũng gặp vấn đề về cơ, trong khi Maan Odegaard, mắt cá chân, Takehiro Tomiyasu đầu gối và Kieran Tini, gân kheo, chắc chắn sẽ vắng mặt. Việc Saliba bị đuổi khỏi sân vào cuối tuần cũng không ảnh hưởng đến khả năng tham dự Champions League của anh, nơi Ateta chắc chắn sẽ cân nhắc một vài sự thay đổi trước trận đấu với Liverpool. Thomas Partey là ứng cử viên hàng đầu cho việc được nghỉ ngơi. Ngược lại, Sakta sẽ đến MRS với đội hình gần như sung sức nhất mối lo ngại duy nhất của đội khách là thủ môn thứ tư Timur Puzankov, người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chẳng chéo trước. Viên ngọc quý Jorgi Sudakov đã có khởi đầu đầy ấn tượng tại giải vô địch quốc gia với 7 bàn thắng và hai đường kiến tạo trong 9 lần ra sân. Danilo Sikan cũng có khả năng thay thế Iginando ở vị trí tiền đạo. Cầu thủ 23 tuổi này đã đóng góp vào 4 trong 7 bàn thắng trên sân khách gần nhất của Sakta tại Champions League trong đó có ba bàn và một kiến tạo. Câu lạc bộ Arsenal đang gặp khó khăn về lực lượng, họ thiếu vắng một vài cái tên quan trọng. Tuy nhiên, kinh nghiệm và đẳng cấp của pháo thủ ở sân chơi này là vượt trội so với Shakhtar Donetsk. Quan trọng nhất, Arsenal luôn chơi cực tốt trên sân nhà. Nhà đương kim vô địch nước Pháp còn bị họ vùi dập 2-1. Bởi vậy, Arsenal đủ khả năng thắng cách biệt Shakhtar Donetsk. Arsenal vẫn chưa nhận bàn thua ở Champions League mùa này, nhưng cả bốn trận gần nhất của họ ở đấu trường quốc nội đều chứng kiến đội bóng này để thủng lưới. Saka Donetsk sẽ có cơ hội ghi bàn đầu tiên ở Champions League mùa này trên sân của Arsenal nếu kịch bản cả hai đội cùng ghi bàn xảy ra, khả năng trận đấu này chạm hoặc vượt bốc ba bàn là rất cao.